cuối xong thì con vẫn còn 3 môn cuối. Khi mà con đăng ký xong thì con phát hiện ra con có bầu. Con cũng vác cái bầu đó con đi học tiếp trong vòng 3 tháng đó luôn. Tới khi bầu con được 3 tháng rưỡi là con học xong. Nhưng mà con còn cái thực tập tốt nghiệp là con bảo lưu đó. Để con sanh bé xong thì con quay lại trường con thực tập tiếp. Nhưng mà con lại bắt đầu con dở kế hoạch tiếp là con đẻ năm 1 luôn. Rồi tới giờ này con vẫn chưa ra trường. Đẻ hai nhóc liền từ từ luôn. Dạ đúng rồi. Sao mà mấy đứa lại để vỡ kế hoạch như vậy ta? Tại chồng con chứ không phải tại con. Cái vấn đề là tới giờ này con vẫn còn nghiêm luôn. Lúc đó thì con mới sanh đâu được 3-4 tháng thôi. Bác sĩ yêu cầu là con còn cho bú thì nên uống thuốc người thai. Thì bác kê cho con cái loại mà cho con bú á, cơ thể con nó phản ứng. Lúc đó con cũng chưa biết trùng hết gì thì tạm thời thì con nói chồng anh xài bao cái gì đi để cho chắc cho em đi. Không, anh yên tâm đi, anh có cái kinh nghiệm của anh kinh nghiệm của anh lắm. Anh có kiến thức anh căng hết rồi, anh không bao giờ đâu yên tâm. Và ngay cái đêm hôm đó con nhớ luôn là cái ngày mà ra em bé là đúng 3 giờ sáng. Con bầu 3 tháng rưỡi bé sau con mới biết, tại vì bé sau là con không có ngén, con chỉ bị mất tháng tới tháng không có. Thì con mới đi khám. Con đi khám thì vừa vô bác sĩ khám liền nói thì cái này bác nghi em có bầu rồi. Cái em mới giận đấy. Em có bầu sao được bác, tại vì em nghĩ là em cho con bú thì em bị rối loạn này nọ thôi. Trời ơi, bác là bác sĩ thôi. Cãi bác vậy. Cãi bác được đó. Bây giờ đi qua đi cho giấy này, đi siêu âm đầu dò coi thử sao. Vừa vô siêu âm thì người ta để tao đó. Trời ơi, bự quá rồi siêu âm đầu dò, cái gì nó đầu dò siêu âm lộn. Lên 3 tháng rưỡi rồi cô hình hài rồi ra hết biết chứ. Trời ơi, suy ra là cái buổi sáng 3 giờ đó. 3 giờ ngay. Con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con tên là Kim Khánh, con tới từ quận 9 và công việc của con hiện tại là kinh doanh phụ ông xã và ở nhà nội trợ. À, nội trợ. Chứ không có là diễn viên, cũng không có làm gì trong showbiz luôn. Dạ không, con không làm gì hết. Vậy đó hả? Ủa năm nay Kim Khánh bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con vừa tròn 27. 27 tuổi, rồi mời con. Chào chú Quận, chào Hồng Vân, con tên là Triều Sơn, năm nay con 30 tuổi, hiện tại con đang làm kinh doanh. Kinh doanh về mảng nào Sơn? Con làm về bất động sản. Hai đứa là đã có baby chưa? Dạ rồi. Con được hai bé, một bé 4 tuổi, một bé 3 tuổi. Wow, tôi trẻ tài cao dữ ạ. À, cưới nhau bao lâu rồi? Dạ con cưới được 5 năm cô. 5 năm rồi hả? Quen nhau từ trong lúc đi học hay gì? Cái quen nhau là cũng là một cái tình cờ. Con với chồng con là cùng học đại học Hoa Sen. Trường bên con thì bắt buộc là khi mà muốn ra trường thì phải tốt nghiệp xong 4 cái lớp mà chuyên ngành anh văn của trường á thì mới ra trường. Cái lớp đó là cái lớp cuối cùng. Chồng con thì học mấy môn khác xong rồi nọ môn đó lại. Còn con thì con theo đúng tiến trình thì bắt đầu gặp nhau. Cái ấn tượng nhất đầu tiên của con bước vô ngày xưa là chồng con rất là đẹp trai. Quần sáng lai, xong rồi đeo len, chải tóc rồi bắt đầu đi học xách ba lô đi vô. Nên như là khoái rồi đó. Đúng rồi chú, lòng nhưng mà chồng con ngồi lạnh lùng lắm. Chồng con ngồi sao, chồng con ngồi nghiêm túc lắm. Thôi giờ mình hỏi đi, Sơn. Cái lần đầu tiên con gặp vợ con thì con thấy sao nè? Lần đầu tiên gặp vợ con, nói chung là nhìn hiền, hiền thơ. Kiểu là dưới quê. Ý là hồi đó quê đó là dưới quê thiệt đúng không? Dạ đồng nai. Lúc đầu con đi học á là con học đúng một buổi thôi. Sao con nghỉ hết? Ủa sao vậy? Tại không bận đi làm. Làm gì? Con làm kinh doanh về iPhone. Nhập điện thoại về bán hay là làm? Dạ gì? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Con đi học đúng một buổi thôi, trường cho nghỉ được 14 ngày là nghỉ hết 14 ngày luôn. À, để lo khởi nghiệp, lo làm ăn đó phải không? Dạ, tới khi trường mà không cho nghỉ nữa mới đi học lại. À vậy đó hả? Mà cái lúc đó cô có nghĩa là con bị hụt hẫng đó cô. Cái ngày đầu tiên đi học thì cảm giác là cô khi mà cô vô cái lớp mà lúc đó con còn chưa có quen ai, con còn đang ế, cũng như là cô bắt được cái mối rồi đó là con vui trong lòng rồi. Cái con về lúc đó thì con ở thuê nhà, con ở chung với bạn ở cùng quê con luôn. Thì con trẻ nói ê mày, nay tao có động lực tao đi học rồi, nay có trai đẹp là ông này. Dạ đúng rồi, chính ông này. Tự nhiên mấy bữa sau là ông nghỉ luôn tù 14 ngày luôn. Đó là con cảm thấy là con thất vọng, là không có còn gì vui nữa. Aquaseline lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi khô thoáng nách đến vài ngày. Vậy thì sao các bạn lại gặp nhau sau 14 ngày đó. Đi học lại trong cái lớp mà con học chung á thì mấy cái người đó nói là tại em không biết á, cùng khóa với anh thì anh biết cái thằng đó nó là BD. Cái thằng đó nó là BD. Trời ơi, nó cặp mà nó cặp thứ dữ không à. Nhưng mà trong cái cánh mắt của con mà khi mà con dò xét Facebook của bạn này rồi xong rồi kiểu như con nhìn thì con nói theo con nghĩ nha, bạn không có BD. Cảm nhận đó, cảm nhận của con không có BD. Nhưng mà khi mà con đưa hình bạn này cho bất kỳ ai thì người ta cũng nói là bạn này BD. Kế bên con ngồi lúc đó thì cũng có một bạn là như vậy. Thì ngồi chơi thân với con lắm. Anh này ảnh hay lên chọc cái bạn đó. Thì con cũng nghĩ thôi chết bà là thiệt rồi. Và cái lớp học đó nó kéo dài gần 3 tháng là kết thúc khóa. Thì khi mà gần kết thúc á thì cái bạn kế bên con bạn nghỉ. Thì chồng con lúc đó là mới lên phía con ngồi nói chuyện với con. Cái con mới nói chứ ủa sao nay lên đây vậy, nó đâu đi học đâu mà lên đây kiếm nó. Cái chồng anh nói không, thích lên đây ngồi chơi vậy á. Cũng chính vì cái điện thoại của cô là con bị hố một cú quá mạng luôn. Sao lừa con bán điện thoại? Dạ không hay phải sao? Có nghĩa là nghĩ anh này trời ơi xoái ca, mà vì lần đầu tiên lên nói chuyện với con thôi mà thấy cái điện thoại con nó bị nứt cái màn hình cường lực. Ảnh mới rút trong cặp ảnh ra một sấp mà cường lực vậy nè cô. Ảnh lấy ra một cái anh dán cho con rồi nói con vậy nè, cái này á
là 400.000 một miếng á. Cái này là loại cao cấp nhất á, anh tặng em. Trời ơi, trong mắt con nhìn lúc đó trời khoái nữa. Khoái con trời lên điểm. Trai con nhà giàu học giỏi mà ra lăng nữa. Xong xuống thấy đi SH đi học nữa cô. Trời ơi. Lúc đó đối với con là như nam thần luôn cô. Rồi sau này quen nhau thì đi lấy hàng. Lúc đó con mới biết là giá trị của nó chỉ có 10.000 miếng thôi. Giá trị của nó chỉ có 10.000 miếng thôi. Trời đất ơi. Có 10.000 miếng mà anh dám nói tôi 400.000. Đúng rồi. Chứ khi á quen á phải nổ dằn mặt trước để cho sợ. Con với anh này quen nhau nè, ảnh có mẹ, ảnh dắt con về chơi. Lúc đó còn kêu là cô cứ kiểu là rủ con ở lại nhà chơi, kêu là ngủ lại rồi sáng rồi đi về. Tại vì là lúc đó mẹ chồng con chỉ rảnh ban đêm thôi chứ không ban ngày không có rảnh, đêm thì dắt tụi con đi chơi. Nhưng mà ba ruột con thì không có cho. Ba ruột con nói là con gái chưa có lấy chồng không có được như vậy. Có một lần là mẹ chồng con thử làm kịch liệt luôn, mày đây không có về, cô Thi gọi điện cô Thi xin cho. Nhưng mà ba con vẫn là lấy xe đón con về. Lúc đó là ngay dịp Tết hai bên gia đình chính thức gặp nhau á, mẹ chồng con cũng đề nghị cho lên, rồi ba con cũng kiểu là thôi nó chưa lấy chồng không có lên vậy được. Mẹ chồng con phán câu bây giờ anh muốn cưới ngày nào em cưới ngày đó cho anh. Nhưng mà lúc đó là Sơn và Khánh là đã quen nhau rồi đúng không? Tính là mới quen nhau lúc đó là chỉ được khoảng chừng 2 tháng. Chồng con dẫn con về nhà gặp mẹ chồng thì là con mẹ chồng có... ứng liền luôn. Đúng rồi, ứng liền luôn. Nhưng mà con có dẫn ảnh về bên nhà của con không? Dạ có luôn. Lần đầu tiên mẹ con gặp là mẹ con chấm luôn. Ưng luôn. Hai bà chấm rồi đó. Mẹ con coi tử vi, chấm tử vi á. Từ khi con còn bé, mẹ con đã nói nè, sau này á chồng của mày á, tao nói là tuổi thân mà phải đeo mắt kính nha. Khi mà mày dắt đúng cái thằng đó về thì nói chuyện với tao. Là tuổi thân đeo mắt kính chính luôn. Chính xác luôn. Ủa nhưng mà lúc đó con nói là ổng đeo contact lens mà. Thì tức là nhưng mà ổng vẫn cận cô, mấy ngày sau thì ổng đeo kính lại. Như vậy thì chắc có lẽ là tiến hành cái đám cưới nó nhanh lắm đúng không? Dạ nhanh, tại vì á con với anh Sơn tính đâu quen nhau có 6 tháng là tụi con nó đám hỏi rồi. Đám hỏi xong là khoảng 10 tháng sau là tụi con làm đám cưới rồi. Là vẫn còn đi học đúng không? Dạ vẫn đi học. Cưới xong thì con vẫn còn 3 môn cuối. Khi mà con đăng ký xong á thì con phát hiện ra con có bầu. Con cũng vác cái bầu đó con đi học tiếp trong vòng 3 tháng đó luôn, tới khi bầu con được 3 tháng rưỡi là con học xong. Nhưng mà con còn cái thực tập tốt nghiệp là con bảo lưu đó, để con sanh bé xong á thì con quay lại trường con thực tập tiếp. Nhưng mà con lại bắt đầu con dở kế hoạch tiếp là con đẻ năm 1 luôn, rồi tới giờ này con vẫn chưa ra trường. Đẻ hai nhóc liền từ từ luôn. Dạ đúng rồi. Hai đứa cách nhau bao lâu? Dạ cách đúng 13 tháng chú. Năm 2018-2019. Sao mà mấy đứa lại để vỡ kế hoạch như vậy ta? Tại chồng con chứ không phải tại con, đó là cái vấn đề mà tới giờ này con vẫn còn nghiêm luôn. Lúc đó thì con mới sanh đâu được 3-4 tháng thôi. Bác sĩ yêu cầu là con còn cho bú thì nên uống thuốc ngừa thai. Thì bác kê cho con cái loại mà cho con bú á, cơ thể con nó phản ứng. Lúc đó con cũng chưa biết trùng hết gì thì tạm thời con nói chồng, anh xài bao cái gì đi để cho chắc cho em đi. Không, anh yên tâm đi, anh có cái kinh nghiệm của anh kinh nghiệm của anh dữ lắm. Anh có kiến thức. Anh có kiến thức, anh canh hết rồi, anh không bao giờ đâu, yên tâm. Và ngay cái đêm hôm đó con nhớ luôn là cái ngày mà ra em bé là đúng 3 giờ sáng. Con bầu 3 tháng rưỡi bé sau con mới biết, tại vì đứa bé sau là con không có nghén, con chỉ bị mất tháng tới tháng không có. Thì con mới đi khám. Con đi khám thì vừa vô bác sĩ khám liền nói thì cái này bác nghi em có bầu rồi. Cái em mới giận nói em có bầu sao được bác, tại em nghĩ là em cho con bú á thì em bị rối loạn này nọ thôi. Trời ơi, bác là bác sĩ sao cãi bác vậy? Sao cãi bác được đó. Bây giờ đi qua đi cho giấy nè, đi siêu âm đầu dò coi thử làm sao. Vừa vô siêu âm thì người ta để tới đó, trời ơi bự quá rồi, siêu âm đầu dò cái gì nó mà đầu dò, siêu âm ổn lên 3 tháng rưỡi rồi cô, hình hài rồi ra hết biết chứ. Là suy ra là cái buổi sáng 3 giờ đó phải không? Ba giờ ngay cái vậy là mấy đứa là đã cưới nhau được 5 năm. Đúng rồi, vô hôn nhân đi, vô hôn nhân con. Coi chương trình Vợ Chồng Son thì biết cái phần đặc sắc nhất là phần nào đúng không? Khui tật xấu quá. Đúng không? Cho nó khui trước đi. Con đang canh dữ lắm mấy này. Lên con. Nhường con luôn. Con dịnh cả tuần lại rồi đó. Có nghĩa là được mời chương trình là chuẩn bị sẵn đó đúng không? Dạ, cứ mời á, xong cứ có hâm. Anh coi Trần Tuấn lên chương trình. Cái mình phải nhịn. Cái gì mình phải nhịn hết. Để lên đây mình nói. Có nghĩa là ghim rồi để lên đây để mà nói nhưng mà bị vợ hâm hè tới thời của mà con tới đây rồi đó. Dạ, nói đi đó. Lên tới đây rồi phải nói chứ. Từ lúc mới quen á thì cứ hở chút là đòi con phải chia tay, rồi tưởng cưới về thì bình thường, ai dạ cưới về ly dị đi, hở chút ly dị. Lúc yêu là chia tay, dạ. Từ mà lúc cưới là ly dị. Ly dị có hai tới bây giờ còn không? Ly dị đi ba má tôi đồng ý rồi, anh xuống anh ký giấy đi. Cái mình mới xuống hỏi, ủa mẹ đồng ý cho ly dị hả? Làm gì có, con tao gả đi là của mày rồi, tao không có không? Nhận lại đúng không? Không nhận lại, gửi đi rồi không nhận lại. Lý do gì mà con cứ đòi ly dị nó? Tại con với chồng con bị khắc khẩu á cô, gây lộn liên tục, có khi tháng gây lộn mười mấy lần chuyện bình thường.
cái vấn đề gì tụi con cũng có thể gây lộn được hết. Nhưng mà giận lâu không? Có một lần giận gần nhất là mà lớn nhất là khoảng chừng 5 rưỡi về trước á. Là con giận xong con bỏ về dưới quê con á, là tụi con có một cái nhà riêng ở dưới. Con cũng có một cái shop thiết kế gì đó là con đặt tại cái nhà đó luôn, là con bỏ về dưới 3 ngày. Con không có cho xuống nhà mà con dặn nhân viên của con á. Là thấy anh thì đóng cái cửa lại nha, tuyệt đối không cho vô, còn đứa nào ta vô tao đuổi. Cái đêm hôm thứ hai mà qua ngày thứ ba á, là gần rạng sáng á cô, là chồng con đột nhập vô nhà cũng tầm 3 giờ đêm đó. Dạ 3 giờ đêm cái nó nhớ. Ủa sao mẹ nó giống như ăn trộm vậy ta, sao mà nó canh me vào lúc coi như là rần rạng sáng để mà nó hành động không à? Con nhớ rõ ràng luôn là cái cửa con đã khóa kỹ rồi, thì cửa tiện mà là cái cửa điện á, là con cầm một cái, con bé quản lý con nó cầm một cái. Thì con ngủ cái đêm đầu tiên ở nhà rộng á thì con sợ, đêm thứ hai con mới kêu mấy nhân viên nó ngủ lại tại con sợ ma. 11 giờ là con đi ngủ rồi, thì tới gần 2 mấy sáng á, nhưng con nghe cái cửa phòng con nó gọt kẹt vậy nè. Con sợ quá cô, con không biết nó là cái gì mà hang. Con nói trời đất ơi cái gì vậy, kêu hả kêu. Thì ông mở cửa ông xông vô, ông bật ngửa con ra, con nói trời cái gì vậy, sao giờ này đi xuống đây được mà sao anh chui vô nhà tôi được, tôi đã cấm anh xuống đây mà tại sao anh vô nhà tôi được, tại sao cái cửa này anh có chìa khóa mà anh giấu tôi, xin lỗi này nọ nọ kia đủ thứ cái á cô. Thì lúc đó con phải xìu thôi. Nói chung là xuống động. 2 đêm là chuyện 3 giờ sáng. Dạ 3 giờ sáng cô. Rồi con thì con bị khó ngủ cô, con nghĩ tối á, trước khi con ngủ là con phải ngậm kẹo ngủ, mà cứ 2-3 giờ sáng ông coi đồ cô, coi quần coi áo coi giày coi dép mê lắm. Thì coi thì muốn cái gì sáng mai nói đi, không đập con vậy em áo này đẹp nè, coi đẹp không, áo này đẹp, dậy. Lúc đó con dậy luôn, là con thức tới sáng luôn. Là bạn này là người nước ngoài chứ không phải nước Việt. Dạ đúng rồi, ban ngày thì ngủ cô đó. Bên này là đang kể tật xấu mà đúng không? Dạ đó, tôi đang tính nhắc nè. Ủa vậy tật xấu bả là gì ta? Bây giờ học cái hay đòi ly dị. Hay đòi ly dị. Rồi nữa còn cái gì nữa? Có là đam mê làm đẹp. Làm đẹp mà má ruột nhìn không ra luôn. Làm đẹp mà má ruột nhìn không ra luôn. Ủa là chứng minh nhân dân cái mặt thiệt bây giờ không, không có luôn. Ý là cái nấy như vậy nhưng mà làm quá hồi, trang điểm make up đồ nó khác á. Em bữa có lần con chụp hình con đi chơi bà này khoe má má này, tụi con chụp hình nhìn đẹp không, mà chụp với nhỏ nào vậy, phải chụp với con tao thì nó ghen. Con mới nói là con mẹ đó. Bà kêu con tao không phải vậy. Tiếp đi, còn gì hơn nữa không nè? Mỗi cái gì mà liên quan tới con á, giống như là con cần cái gì mua đồ hay là cần bất kỳ thứ gì hay là đi ra ký giấy tờ, từ từ không quan trọng. Còn mà liên quan tới bà hư, mọi thứ đều phải là chạy theo chung gì hết. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ con muốn thay đổi điều gì? Con mong vợ con thay đổi điều gì nhất? Chỉ có điều là cho con ra đường tí. Mỗi lần ra đường cái là nhà sóng gió. Thế nào mẹ con, mẹ ruột con kêu mày đi đâu mày đi lẹ lẹ về làm tao cái, không nhà tao đổ nợ. Vậy hả? Ghen hả? Ghen hả con? Ghen thì không ghen. Con kiểu con hay kiểu như là chiếm hữu. Đúng rồi con. Nhưng mà đó giờ có dính trận nào không? Không có dính trận nào, chỉ có duy nhất một lần đó là chồng con mua khẩu trang của cái bạn nữ đó, mà bạn nữ đó lúc trước chồng con thì cũng có nói chuyện tình cảm nhưng mà không có đi tới đâu. Mà lại thấy là con không có thích, tại sao khẩu trang bán tràn lan mà không mua, phải mua đúng cái bạn đó thôi. Thì nói chung là con không chịu, hiểu rồi, con làm lớn chuyện lên nó là phải lóc đít bạn đó luôn, không có được nói chuyện, gây lộn xong rồi con lại khóc quà lên. Thì mẹ chồng con lại chạy ra, chuyện gì, trời tại sao mày lại làm như vậy, tại sao mày lại để vợ mày. Nói chung là mẹ chồng con thì hay binh con, trời mày vậy là không đúng, là mày vậy là sai rồi, từ đầu tới cuối đâu số điện thoại nhỏ đó đâu, đưa đây cho tao, đưa đây tao gọi cho. Đừng ai nói con sợ vợ, vợ con là ai cũng sợ á. Rồi giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất? Không cần thay đổi gì, thấy cứ vậy là được. Nãy mới ước ao được cho ra đường hai bây giờ em. Ừ, nhỏ nói xong cái im ru đi, sợ tối nay 3 sáng không cho làm gì. Vợ về thấy con đó. Xấu chồng con là chỉ có đúng cái thôi, là nhây, tánh nhây á cô, hay giỡn hay chọc với lại kiểu hay nói nhảm á, nói từ sáng tới chiều nói những cái mà người ta không muốn nghe mà cứ nói hoài. Chiều hôm qua con đi kêu đi tẩy răng á để cho lên chương trình nhìn nó sáng sủa đẹp, con tẩy nha Khoa không có vấn đề, rất là êm, mọi thứ rất là ok luôn. Nhưng mà tới chồng con thì cái sức chịu đâu, chồng con xưa giờ nó dở lắm cô, lấy máu hay gì cũng không dám lấy nữa. Vừa bước xuống trời đất ơi, đau như quỷ bắt người ta làm, trời ơi bây giờ nó ê nè, trời giờ không nói được luôn, trời ơi giờ chịu hết nổi rồi, trời ơi là trời cô hát lắm, cái gì mà thấy cô bắt người ta làm người ta không chịu làm mà bắt người ta làm. Mà cô biết nói con từ 3 giờ chiều tới 12 giờ đêm, mẹ chồng con á nghe chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi mà mẹ con còn cảm thấy là áp lực, mẹ nói tao chịu hết nổi rồi, mày nói con này con Khánh á không bỏ mày đi, tính ra nó cũng hay lắm luôn. Tao nghe mày nói mấy câu tao khùng lên rồi, trời ơi quá chết rồi, trời mời con nước muối sinh lý không, có hút giảm đau không, à, không có được ra đường. không nói chuyện ai, không nói chuyện mình vợ mình thôi. Con có mốc giờ cho ra đường từ 1 giờ tới 5 giờ chiều là không có cái việc gì làm, anh có thể đi đâu anh đi anh, nhưng đúng. Sau 5 giờ chiều phải có mặt ở nhà để anh chở vợ con đi chơi, giờ nó nắng á, đi đâu được, nắng quá nắng mà nó bắt đi tập gym. Trời ơi giờ mà đi nửa tiếng gọn lần, anh đang ở đâu làm gì, có tiện không đi mua đồ giùm,
Tại vì anh nói chuyện không có cái kiểu uy tín. Chồng con là đặc biệt là không có uy tín. Thí dụ như là mình đang ở đâu, mấy giờ mình về tới thì chẳng hà cứ nói thẳng giờ. Từ đó tới nhà là 45 phút, 45 phút nên về anh đang đó. Làm cho mình đỡ trong. Nhà con là ở ngay quận 9, cái đường Đỗ Xuân Hợp đi vô. Từ đó đi ra cầu Rạch Chiếc thì nó chỉ mất khoảng 5 phút thôi là đi đường tắt. Thí dụ con gọi đi, anh đang ở đâu vậy? Anh tới cầu Rạch Chiếc rồi nè em. Là khoảng chừng 50 phút tới 1 tiếng sau có mặt ở nhà. Cái đường Đại Lộ 3 với cái đường 11 con thì nó song song với nhau nè. Là cô đi bộ 5 phút cũng tới nó cô. Ê, anh đang ở đâu vậy anh? Anh đang tới đầu Đại Lộ 3 rồi, đang quẹo vô nè em. Là đúng 1 tiếng sau anh có mặt ở nhà. 1 tiếng sau anh có mặt ở nhà. Có ít sức là nhiều á. Dạ đúng rồi. Bắt đầu cái con mới bực cái cô Hiếu cứ 5 phút kiểu như mình bực quá thì cứ 5 phút mình gọi lần, 5 phút mình gọi lần cho dằn mặt chơi cô. Cái con nói ủa cái Đại Lộ 3 nó ở đâu vậy? Tôi đi bộ nãy giờ chục vòng Đại Lộ 3 tôi chưa thấy anh đâu luôn. Anh lội bộ hay anh đi cái gì mà nãy giờ chưa thấy mặt anh? Rồi bắt đầu cũng gây lộn với cô. Bắt đầu về vậy nè cô. Không, tại vì mới kẹt xe trời, mới đụng xe tai nạn xong nó cản hết đường, đâu có đi được. Trời trời là chiếc nó kẹt từ đầu cầu tới cuối cầu Nguyễn Container hàng kia lũi anh đó. Nói chung là rất là nhiều lý do. Đó bây giờ dù anh có kẹt cỡ nào đi nữa thì từ đó vết lết vô chỉ có 5 phút thôi. Anh đi 20 phút là quá này, 1 tiếng anh mới có mặt ở nhà là sao? Mà cứ cái tật đó cô. Nhưng lúc nào không có lý do hết. Lúc nào cũng có lý do tới giờ vẫn vậy. Nhưng mà khắc khẩu vậy thôi chứ mà hai đứa chỉ cách nhau xa nhau chừng tiếng hồi là nhớ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ con mong muốn xã thay đổi điều gì? Chồng con là có đúng cái tính nhây với hay nói nhảm để mà con phải cọc lên thôi. Con quên con không tắt cái khóa điện thoại là vô Facebook con đăng nhảm nhảm lên cô. Đăng xàm xàm cô. Vậy á hả? Dạ, rồi xong. Mượn danh con đăng đó phải không? Dạ đúng thí rồi. Thí dụ đăng gì đó? Đăng ba cái hình ngày xưa của con á. Con block Facebook chồng con bữa giờ cũng lâu rồi. Nói chung con với chồng con là con không có kết bạn. Mà bữa đăng á cô biết cứ lấy hình của con mà hình hồi nhỏ, hình ngày xưa mấy thời tin tin. Nhìn cái thời á mình không có muốn đào lại cô hiểu không? Chồng con lấy chồng con để ảnh đại diện, để ảnh bìa xong rồi để cứ mở lên là thấy rồi bạn con comment vô. Con giận luôn. Còn bây giờ tình trạng mối quan hệ của các bạn trên Facebook là cái gì? Không có dây chung. Cặp này dễ thương quá. Dạ. Bởi vì không có gì mà phải khuyên hết trơn đúng không? Tại vì tụi con là quá hạnh phúc luôn rồi. Cảm ơn Khánh với Sang đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.